Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, phần 33, trang 150-151, tập làm văn, ôn tập về tả người. Một nhỏ, lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau. A. Tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. B. Tả một người ở địa phương em sinh sống, chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng, v.v. C. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Tức là hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về tả người, các em sẽ lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài ở đây. Thì các em sẽ chọn ra một cái đề bài để các em lập dàn ý chi tiết. Thì ở đây các em sẽ quan sát từng người được tả để mà tìm ra các chi tiết tiêu biểu để các em tả. Rồi các em sẽ sắp xếp các chi tiết đó theo một cái thứ tự nhất định để chúng ta lập cái dàn ý chi tiết. Thì sau đây là cái một số dàn ý chi tiết tham khảo. Ở câu A là sẽ tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp. Dàn ý tả cô giáo là: đầu tiên mở bài, cô giáo Hạnh là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc. Cô đã dạy em ở năm học lớp 4. Thân bài, ngoại hình, cô đã 40 tuổi, dáng người cân đối, thường mặc những bộ quần áo sẫm màu. Làn da ngăm ngăm, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt tròn phúc hậu đã có những vết nhăn. Cặp mắt sâu mà sáng, thường nhìn chúng em bằng cái nhìn trìu mến. Khi cô mỉm cười, hàm răng trắng nõn lộ ra, ánh mắt dịu hiền khó tả. Đôi bàn tay xương xương, cô chấm bài nhanh thoăn thoắt. Về tính tình, B. Tính tình quan tâm đến học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp, tận tụy với nghề, tận tình dạy bảo trẻ thơ, mong chúng em học giỏi thành đạt. Kết bài, em luôn nhớ về cô, em luôn nhớ ơn cô đã dắt dìu em khôn lớn nên người. Em sẽ ra sức học tập để xứng đáng với sự dạy bảo của cô. Thì đây là dàn ý của câu A. Rồi tiếp theo B là tả một người ở nơi em sinh sống như là chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng, v.v. Thì ở đây là dàn ý tả chú công an phường. Mở bài giới thiệu người em định tả chú công an phường. Tên gì, bao nhiêu tuổi. Thân bài, tả ngoại hình, vóc dáng cao gầy hoặc thấp, đậm người vạm vỡ, nước da rám nắng hồng hào khỏe mạnh, khuôn mặt cằm vuông, khuôn mặt chữ điền, mắt sáng mũi cao. Phục sức, chú mặc bộ quân phục màu xanh rêu, đồng phục của công an hành chính quận, túi áo ngực có thêu tên, ve áo đính phù hiệu cấp bậc. Tả hoạt động tính cách, chú công an phường trực ban để bảo vệ an ninh trật tự của khu phố. Chú hướng dẫn nhân dân các thủ tục hành chính về nhân khẩu. Tạm trú, thường trú hoặc tại khu vực thuộc phường em đang sinh sống. Chú vui vẻ hòa nhã với nhân dân, ân cần hướng dẫn nhân dân mọi thủ tục cần thiết. Nhờ có chú công an, khu phố có an ninh trật tự ổn định, hạn chế được tình trạng mất trộm tài sản, gây gỗ đánh nhau. Kết luận, nêu tình cảm của em đối với chú công an, biết ơn, quý mến. Tiếp theo, C. Tả một người em mới gặp một lần, nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.
Dàn ý tả bác sĩ. Mở bài. Giới thiệu người em định tả, gặp ở đâu, tên gì, làm nghề gì. Cô bác sĩ của đoàn y tế khám bệnh cho dân nghèo, theo công tác từ thiện của Hội Chữ Thập Đỏ. Thân bài tả ngoại hình, bóc dáng gầy gầy, dong dỏng cao, nước da trắng hồng, nhanh nhẹn nhưng điềm đạm từ tốn. Khuôn mặt thon, hình trái xoan, mắt to và đẹp, miệng tươi, môi đỏ như son. Mái tóc dài, búi gọn trong kẹp lưới thành, một búi nhỏ xinh xắn. Đầu đội mũ trắng có huy hiệu của Hội Chữ Thập Đỏ. Phục sức cô bác sĩ mặc áo choàng trắng, túi áo có thêu tên bác sĩ Phương. Cô mặc quần dài cũng màu trắng, khi tiếp xúc với bệnh nhân cô mang khẩu trang y tế màu xanh, chỉ để lộ đôi mắt với hàng mi cong thanh tú. Tiếp theo tả hoạt động. Bác sĩ khám sức khỏe cho dân nghèo, dùng ống nghe để nghe mạch tim phổi. Cô vạch nhẹ mi mắt của bệnh nhân, hỏi han tận tình mới đọc tên thuốc cho cô y tá phụ việc ghi. Bệnh nhân cầm phiếu đi nhận thuốc ở quầy thuốc ở trạm xá. Bác sĩ làm việc liên tục nhưng vẫn hòa nhã, ân cần với nhân dân, dịu dàng với đồng sự và y tá phụ việc. Ấn tượng với em, bác sĩ rất trẻ, dịu dàng, đáng mến. Bác sĩ từ tốn, nghiêm nghị nhưng thật lòng yêu thương dân nghèo. Bác sĩ không ngại việc khó, tận tình lau rửa vết thương cho em bé 10 tuổi và phát thuốc. Kết luận, nêu tình cảm của em đối với người mới gặp. Cảm phục khả năng làm việc nhanh chóng, kỹ lưỡng của bác sĩ. Em có tình cảm mến mộ trước cô bác sĩ khả ái, duyên dáng từ tâm. Ước mơ khi lớn lên em cũng học ngành y để cống hiến sức mình cho tổ quốc. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ. Dựa theo dàn ý đã lập, trình bày miệng một đoạn trong bài văn, đoạn mở bài, đoạn kết bài hoặc một đoạn của thân bài. Gợi ý một là tìm ý cho bài văn. Mở bài thì người được em tả tên là gì, em quen hoặc biết từ khi nào. Người em được tả để lại cho em ấn tượng và tình cảm gì. Thân bài tả ngoại hình, đặc điểm thứ nhất, đặc điểm thứ hai, đặc điểm thứ ba. Chú ý là mọi đặc điểm thường gắn với một bộ phận của ngoại hình như là khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, trang phục. Các đặc điểm được miêu tả có thể là đường nét, nè, màu sắc, nè, rồi nét hấp dẫn nhất của bộ phận ngoại hình được tả. Nhiều khi đặc điểm ngoại hình gợi ra cái tính tình của người được tả. Rồi tiếp theo là tả hoạt động. Hoạt động thứ nhất, hoạt động thứ hai, hoạt động thứ ba. Chú ý là em có thể tả các hoạt động cụ thể của người được tả. Ví dụ thầy cô dạy học hoặc là chăm sóc học sinh, khuyên bảo học sinh. Từ đó nói lên cái tính tình của người được tả. Em cũng có thể nêu nhận xét về tính tình của người được tả. Và sau mỗi nhận xét thì nêu những cái hoạt động cụ thể làm dẫn chứng. Nên chọn lời văn miêu tả sao cho thể hiện được cái tình cảm, cảm xúc của em. Kết bài thì nêu cái ảnh hưởng tốt của người được tả đối với em. Ví dụ cô hoặc thầy là tấm gương về lòng nhân hậu hoặc là tấm gương về tinh thần học tập và làm việc tích cực để em noi theo. Tình cảm của em đối với người được tả, ví dụ em yêu quý, gắn bó với cô hoặc thầy ra sao, tự hào về cô hoặc là thầy như thế nào. Những cái suy nghĩ khác của em về người được tả, ví dụ là em mong muốn sau này sẽ trở thành người như thầy cô mong đợi hoặc mong ước thầy cô sẽ có nhiều học trò ngoan. Đó là phần gợi ý ở đây. Rồi bây giờ các em sẽ tập nói theo cái dàn ý đã lập. Thì chúng ta sẽ trình bày miệng, đoạn văn, mở bài và thân bài.
Đoạn văn tả chú công an. Trên đường từ nhà đến trường em phải đi qua một ngã tư đông đúc người qua lại. Sáng nào cũng vậy, cứ đi qua ngã tư ấy, em lại nhìn thấy một chú công an đứng điều khiển giao thông. Từ ngày có sự xuất hiện của chú, nút giao thông ở đây không bao giờ bị tắt. Điều đó làm cho mọi người rất là vui mừng. Mọi người nói rằng, đó là chú Tuấn, công an giao thông. Năm nay chú 31 tuổi. Vóc người chú to lớn, vạm vỡ, bắp tay bắp chân rắn chắc. Chú có khuôn mặt chữ điền với làn da nâu bóng mánh mật. Mái tóc chú đen nhánh, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Chú có đôi mắt to và thông minh, ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp. Cũng như bao chú công an giao thông khác, chú mặc đồ bộ kaki vàng sậm. Trên chiếc áo ngắn tay, cạnh cầu vai có đeo phù hiệu thuộc sắc phục cảnh sát giao thông và trên ngực bảng tên đơn vị bằng tấm BK, nền trắng chữ xanh. Chú đi giày đen, bóng lộn. Chiếc thắt lưng bằng da màu nâu to bản hơi lệch về phía dưới bởi khẩu súng ngắn đeo bên hông kéo xuống. Càng tăng thêm vẻ oai vệ đỉnh đạt của người cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự đường phố. Chiếc mũ kết đội trên đầu có đính huy hiệu cảnh sát khiến cho gương mặt của chú vừa oai nghiêm vừa rắn rỏi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.